Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUS2 thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đập cái win này để phá đảo game anh em nhá. Hiện tại thì mình đang mặc set cộng 13 full mắc nhất rồi đấy anh em ạ. Mắc của con game này rồi. Và cái nó rồng, mình chơi nó rồng tại vì sao? Vì nó rồng nó không bị lag anh em ạ. Đang rất là sướng. Nó rồng đang ngon, cũng khá là ngon nhá. Không kém các cung Thái Bình thấy biết đâu. Mình chỉ còn một món cuối cùng là mình phá đảo game này. Đấy, hy vọng sẽ phá được cái đảo anh em ạ. Giờ thì mình sẽ đi ném bút lấy ngọc trước, xong dùng ngọc để đập đồ, và ném bút rồng bút giáp rất là nhiều thứ anh em ạ, nhiều thứ lắm. Giờ xuống cái map Atlas 2 thì ném cho nó đỏ. Đây, bút này 20 viên ngọc anh em nhá. Quay ngọc tâm linh kìa, 20 tiếp không, quay đáng nghiên tỷ. Hay là 20 viên B cái đẹp nhỉ, 20 viên B, 20 viên B. Ui, toàn rồi nhưng mà được 20 viên ngọc tâm linh thôi. B quay 3 viên tâm linh này. Nhỏ nhỉ. Khá là nhỏ anh em ạ. Cực kỳ nhỏ. Bây giờ Nam sẽ đi ném búp này nha. Búp cao cấp này. Ui, ngon 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 ngon. 4 năm giảm sát thương không có rồi. Đây là 4 năm bán nó được 50k. 50k. Ui, hai cái luôn anh em ạ, nhỏ nhỉ. Ui trời ơi, hai cái khiên hỏa long luôn, nó hỏa long này 10%, nó hỏa long 10% thì cứ đi thôi. Cứ vào đây cố gắng phá đảo con game này để sang server mới, em chuẩn bị con server mới rồi. Cung thiên thần không có lắc, không có liếc gì hết. Server mới là mùng 8 open đấy, à 8 open server season 6. Ui luôn. Ra cái gì đây? 2% mình tạo cái này tạo thôi nhỉ. Nhóm máu là có hơn không đấy. Có rồng. Kiếm rồng 20. Không có. Ngày hôm nay mình ném bút không được một món gì ngon anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đi đập đồ luôn. Mong rằng sẽ lên được 13 sớm nhất có thể, hoặc có thể lên 12 cũng được anh em nhá. Tùy từng số lượng ngọc. Số lượng ngọc mình còn có 24 viên này thôi. 4 viên S cũng khá là ít. 24 viên B, S thì nhiều. S thì khá là nhiều nhưng B có số lượng có hạn rồi nhỉ. Số lượng nó có hạn lắm. Rồi, vả luôn. Vả luôn cho nó nóng. Tay máy luôn nha. Một nháy là ta tăng thôi. Cộng 10 này. Liệu có lên được 11 hay không? Mười một này, cố lên. 12, 13 đi. Hai phát nữa thôi, hai cái bùa này. Đây phát 12, 13 thì đẹp luôn anh em ạ. Êm xuôi luôn đấy. Hoàn thành cái thử thách phá đảo game. 1 2 3 50%. Ui xịt kìa. Tiếc nhỉ. Xịt cái của. 1 2 1 2 đây B đập thôi, nhưng mà mua là ít B rồi. Của em thì đang bán B này. 24 này. Tay này nhỉ. Tất tay này. Lên được phải triệu anh em nhá. Cố lên cái 12 cũng được rồi. 7 8 9 9 tầm này nó cũng thế là hơi dễ dễ. Đợt trước mình đập nó cực kỳ khó luôn anh em ạ. Tỷ lệ 9 nó đập nó cay. Nhưng mà đợt này đập ngon luôn. Cảm giác thấy nó êm êm đấy nhỉ. 4 này. Cố lên Nam ơi, 12 đi, phải có lên 12 mới có cơ hội lên được 13. Lên 10. Tính có vẻ hơi xa đấy nhỉ. 11 thì chắc là lên rồi. Chắc lên chắc xỉ, hên xui, ừ, tự nhiên cũng bùa 1 ở đây đâu. Cũng bùa 1 đấn độn đây nhỉ.
lại có cái bùa một lần độn đây, ăn được không? Đang đỏ một vứt đi luôn. Và bùa ơi, 800 đúng không? 12 này, 13 này, mua đúng hai phát lên luôn. Quả này là uy tín đấy nhỉ. Đúng hai phát lên luôn. Sao là một mớ bùa một vậy? Xong rồi. Bùa năm đây. Một cho ra, một cứ đi thôi, tự nhiên lại có một mớ bùa một đây. Một, hai, ba, 12. Toàn xịt thôi nhỉ. Không lên nổi được 12 anh em ạ. Đáp thế chứ lại. 8 này, 9 này. Nó ăn thua rồi, lại thất bại, chưa 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 phá đảo được anh em ơi. Vẫn chưa phá đảo được. 4 có 17 viên thôi, tất tay nha. 6 này, 8 này, 9 này. Vẫn chưa phá đảo được. 1 2 3 à, căng cực luôn này. Của một vứt đi. Tiền nó dính mới của một đây. Còn năm đây, anh em đợi bùa, anh em để ý bùa nha. Có loại một, có loại năm đấy. Bên năm là bùa năm, được bên một là bùa một. Đơn giản vậy thôi. Hết rồi. 40 cặp không lên nổi. Đen. Hôm qua tốn nhiều phết đấy. Chung là cánh này khá là tốn. Mười cố lên Nam ơi, 11 đi nào, mười một này, 82 luôn, mười hai nó toàn xịt thôi anh em ạ. À, thất bại rồi anh em ơi, thất bại rồi, không lên được, không phá đảo rồi anh em ạ. Xem đồ 13 nhưng mà vũ khí 13 nhưng mà chưa có cánh 13 là chưa phá đảo được. Không lo mà mình có một cánh nhưng mà mình bán rồi, cho mình thua giải mình tức quá, mình bán có mấy trăm nghìn thôi, khá là tức. Ok, clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Hoạch rồi anh em ạ, không lên được 13, chưa phá đảo được. Ngày mai hẹn anh em, mà ngày mai mình sẽ cố gắng phá đảo nốt cái game này. Bye bye anh em nhé.